giới thiệu tiếp cho anh em một cái túi là túi giao thông như mọi người mình đang đeo luôn đây. Và túi này là nhiều ngăn và siêu rộng cho mọi người luôn nha. Đây, 5 ngăn mình sẽ giới thiệu từng ngăn cho mọi người. Đây, 2 ngăn hai bên đựng phụ kiện nè, có thể treo được phụ kiện hay nha. Rồi, ngăn giữa là ngăn giữa nè, mọi người có thể đựng được máy nghe nha. Máy nghe mọi người nếu mà không cần thiết xài tới mọi người có thể bỏ vô đây được nha. Rồi, ngăn tiếp theo, ngăn bự nhất này. Đây, đựng được hộp đựng mồi đây. Như là mình đang bỏ hộp đựng mồi trong đây luôn cho mọi người xem nha. Rồi, thêm một cái nữa đây mọi người, thêm một cái túi nữa. Đây. Thêm một cái ngăn ở đây nha mọi người. Ở bên trong đây có một ngăn nữa đựng giấy tờ quan trọng cho mọi người. Rồi, còn một đặc biệt quan trọng như thế này nữa. Túi này có phủ một lớp PVC chống thấm nước rất tốt luôn. Trong thời tiết nắng mưa thất thường như thế này, trời ơi cái túi này là bao chất lượng cho mọi người luôn nha. Và thêm một nữa, thêm một đặc điểm nữa mọi người ơi, là túi này có dây bạc to như thế này, cực kỳ chắc chắn cho mọi người luôn nha. Ai muốn mua cái túi này, mọi người nhấn vào giỏ hàng bên trái màn hình nha mọi người.